cư sĩ. Đây là một danh xưng dùng trong việc xưng hô. Người khác xưng hô mình như vậy, chứ không phải chính mình tự xưng là cư sĩ. Tôi thấy có một số người, dĩ nhiên không phải là hàng xuất gia, nhận mình là cư sĩ, rồi cho in lên tấm danh thiếp tên của mình với danh xưng cư sĩ. Nói chuyện với ai cũng tự xưng tôi là cư sĩ tên này, cư sĩ tên kia chẳng hạn. Như vậy là kém hiểu biết. Lối xưng hô phổ thông tại Trung Hoa là dùng hai chữ tiên sinh. Người khác có thể dùng hai chữ đó để xưng hô ta, chứ ta không thể tự xưng là tiên sinh được. Thí dụ tôi hỏi ông là ai, anh trả lời tôi là Triệu tiên sinh, là Lý tiên sinh, hoặc Tiền tiên sinh, vân vân. Trả lời như vậy tức là chẳng biết tiếng Trung Hoa. Chữ tiên sinh thường dùng để xưng hô đối với những gì có học vấn, hoặc lớn tuổi và có đức hạnh, hoặc những người lịch lãm. Chữ cư sĩ là dành cho những ai đủ 10 loại mỹ đức. Nếu quý vị chẳng được như vậy thì không xứng đáng với danh xưng này. Lại nói đến mấy chữ pháp sư nữa, phải để cho người khác gọi ta, chứ ta không thể tự xưng mình là pháp sư được. Bởi như vậy có khác gì tự mình tán tụng mình, tự mình xưng mình là hoàng đế. Chữ hoàng đế cũng phải để cho người khác tung hô, như tung hô hoàng đế Dạng Tuế. Tự mình không thể xưng hô như vậy. Dùng chữ cư sĩ để xưng hô là có ý cung kính, cung kính người khác, chứ không phải cung kính chính mình. Anh đối với chính anh trong lòng cung kính, điều này nên lắm, nhưng không cần biểu lộ ra ngoài. Về văn hóa Trung Hoa, vấn đề học vấn là vô cùng tận. Sai một ly đi một dặm. Trên đây chỉ là những điều thường thức, chẳng có gì là thâm sâu, nhưng chúng ta phải lưu ý. Ha ha ha,